Chào các bạn, các cháu. Hôm nay tôi rất vui được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ về bông hoa cây cảnh. Tôi rất yêu thích bông hoa cây cảnh. Nên ở nhà tránh đại dịch Covid, tôi chia sẻ cùng các bạn, các cháu về bông hoa mà mình yêu thích đó. Tôi yêu thích đó các bạn, các cháu. Các bạn yêu thích bông hoa thì các bạn có thể sưu tầm lại mấy cái điểm bán cây cảnh đó, có bán những loại hoa, những loại cây cảnh rồi đẹp mà các bạn vừa ý đó. Các bạn, các cháu mua về trồng mỗi thứ một loại cho vui mắt, ngắm những lúc nào mình rảnh rỗi đó cho vui. Hôm nay tôi chia sẻ về cây nằm mơn nè các bạn, các cháu, kêu còn gọi là kêu cây cầu tài nữa, người ta cũng thích lắm vì nó đem ý nghĩa, đem lợi tài lộc cho gia đình. Cầu tài, tài là tiền tài đó, người ta cũng thích lắm, người ta trồng chỗ cửa hàng rồi đó, có tiệm bách hóa rồi, công sở rồi ta cũng trồng nữa. Cái này nó có bông à, nó có bông rồi các bạn, các cháu, mùa này nó có bông rồi, hôm Tết nó chưa có bông mà lúc này nó có bông, nó có bông rồi tháng 3. Cây này cây ngọc ngân, lá nó màu bông bông cũng đẹp. Cây này cây bạch mã hoàng tử, cây này thì lưỡi hổ quen thuộc rồi. Có những cây phong thủy, những cây này là có ý nghĩa phong thủy các bạn, các cháu. Cây này là cây không khí, lọc lọc không khí, trồng trong nhà nó thanh lọc không khí, đem không khí trong lành cho gia đình. Cây này là cây Bắc Liên, xương rồng Bắc Liên, cây nó cũng có lâu đời rồi, có lâu năm rồi, tại vì nó có gai đó, người ta có người ta ít trồng, nhưng mà cái bông nó rất đẹp, đỏ hồng rồi đỏ sậm luôn, mà nó lâu tàn nữa. Có gai này là để trừ theo tâm linh rồi, nó để trừ tà ma rồi đó, nó tôi thấy gai nó sợ, nó không dám đến nhà. Cái này là cái sống đời ta rồi các bạn, các cháu, sống đời ta, bông đỏ lá tròn lùm cây, cái là cây sống đời Thái, thấy cũng nhiều màu lắm, có gần cả chục màu lắm. Đây tôi sưu tầm được mấy màu để chia sẻ với các bạn cho vui. Đây là cây ngũ sắc màu vàng, đây là ngũ sắc màu vàng cam. vàng cam, đây là vàng chanh, có màu đỏ nữa các bạn, màu đỏ ngoài kia các bạn, màu đỏ lẫn màu vàng, hai màu lộn. Cây này là Lá màu. cây lá màu các bạn, chứ chưa chưa lá, không có chưa bông. Cây này là cây ngũ gia bì, ngũ gia bì nó có vị thuốc các bạn, các cháu, trị đau nhức, ăn ngon ngủ ngon, bồi bổ cơ thể. Trị huyết áp thấp. Ngoài ra nó còn trị huyết áp thấp nữa. Hôm nay những thời gian dài ở nhà để ngừa đại dịch Covid,
Tôi có chia sẻ về cây bông hoa để các bạn trải nghiệm cùng tôi cho vui nha các bạn, các cháu. Bướm đậu và đẹp. Trồng bông hoa cây cảnh thấy con bướm lượn trên những cành hoa trông rất lãng mạn. Các bạn các cháu yêu thích bông hoa cây cảnh thì các bạn các cháu sưu tầm các loại đi các bạn các cháu, để trồng cho vui trong khuôn viên nhà mình đó. Đó con bướm nó bay vòng vòng. Có đôi lời gửi đến các bạn cùng tôi để trải nghiệm về bông hoa nha các bạn các cháu. Cảm ơn các bạn các cháu đã xem video này nha. Xin chào các bạn các cháu. Hẹn gặp lại các bạn các cháu những video tiếp theo để chia sẻ những trải nghiệm cùng nhau chúng ta thư giãn cuộc sống nha các bạn các cháu. Rồi, cảm ơn các bạn các cháu lần nữa nha. Xin chào nha. Xin chào.